Rồi. Vị lên. 240 xu em gấp còn vô đây hả? Rồi, xong luôn. Tân Thành. Phường Tân Thành, quận Tân Phú. Tôi nhớ rồi mà tôi xạo thôi. Nhắn cho anh tôi ha, hôm nay không được cho anh em đến nhà. Đó. Thì hôm nay Linh đến đây làm gì? Gì gì? Nè mọi người. Thấy không? Thấy không? Con đụng luôn. Siêu to khổng lồ luôn. Thì cái thử thách của chúng ta ngày hôm nay, ta-da, lại là thử thách 1 triệu đồng đi gấp thú. Xem 1 triệu đồng này mình có vinh được mấy em thú về nhà nha. Ok, và bây giờ quốc liền mọi người ơi, cho nó nóng. Bây giờ mình sẽ đi đổi xu ha. 1 triệu đồng này đổi chắc được 8.000 cái xu. Muốn tắm rồi bỏ vô lâu lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ ảo thuật đi. Thấy chưa, dạy cho nhanh. Nguyên một rổ xu luôn. 1 triệu xu nhiều lắm rồi mọi người, không đếm được luôn. Đi thôi, đi thôi, bây giờ là mình đi gấp thôi. Nãy giờ nhây lắm rồi. Chưa nói rồi đâu phải dễ ăn đâu. Không ăn chín có cho đâu. Hả? Không, trời nghĩ sao vậy? Không có nha. Nghĩ lắm. Không có nha. Tôi trốn không? Có chân tôi nha. Lại mọi người ơi, một xu nữa. Hết 15 ngàn. Ủa rồi hụt luôn đó. Lại. Quyết tâm. Do cái tủ này nó phong thủy không có tốt thôi đó, anh quay phim này không được nha. Bây giờ mình sẽ đi qua tủ khác mọi người ơi. Cái tủ này là phong thủy không có tốt, không có hợp. Cái này màu hỏng, này màu xanh không có hợp. Cái này có xanh nè. Được, được. Linh đâu mất tiêu rồi trời. Hết hồn. Đây nè, ăn một con cù này nè. Bây giờ em sẽ cắt con cù. Con cù. Cù. Cù hay là cừu? Thôi bỏ đi, gắp đi. Nhây ghê, bắt bệnh nhiễm hay nhây ghê. Con màu xanh nè. Thôi đen đi. Hãy subscribe.
bây giờ mình bỏ một thẻ nó không trúng thì bây giờ mình bỏ nguyên một đống thẻ coi nó trúng không nha. Thôi đi, nãy giờ hết 50 thẻ đây có 2 con à. Nãy giờ nhiêu thẻ Linh? 150 thẻ đó nhiêu. Ôi trời. Em còn có 90 thẻ à. Không, nhưng mà còn 90. Em sẽ gom hết luôn cái phòng thú này, anh tin không? Không. Anh tin đúng không? Anh cho em nè. Chuột ơi chuột chuột. Rồi xong. Rớt bạn chuột ra ngoài rồi. Chuột ơi, về với chị nè cưng ơi. Hốt nè, hốt nè. Hốt, ê, ê. Nó lọt cái đuôi ra ngoài rồi kìa. Ê, giờ mình nắm đuôi đó mình lôi ra được không? Không. Tôi gấp tiếp. Tè te te te. Chuột ơi, chuột ơi. Ê. Tiếp mọi người ơi, phải chiến đấu thôi, phải chiến đấu thôi nè. Ê, ê, một gói, ê, ê. Anh đụng em nè. Thôi đi, đừng có đổ thừa nè. Hết luôn rồi nè. Bao nhiêu thẻ rồi? 200. What? Bây giờ là 40 xu còn lại, Linh sẽ gấp cái em siêu to khổng lồ này. Rồi. Vậy Linh, 240 xu em gấp còn như đây hả? Rồi, xong luôn. Bây giờ coi em chỗ tài nè. Nãy giờ là giỡn thôi, nãy giờ là em giả bộ gấp không được thôi, thiệt sự. Và bây giờ em sẽ gấp tiếp cho anh câu anh nè.
đi cắt thu bông, đi gom hết tiền đây. Ok, và Linh đã thực hiện xong cái thử thách là 1 triệu đồng đi cắt thu ngày hôm nay. Đây là chiến lợi phẩm của chúng ta, như một bao giá không nổi rồi mọi người. Mấy em nói rồi, anh đừng có khi dễ em. Em nói rồi là em gấp đừng, anh không có tin. Hên quá, hôm nay ăn quay phim không có cho Linh mọi người ơi. Sẽ chọn ra và thực hiện theo. Ok, và bây giờ thì